Giày da cá Alligator đến logo BT kim cương là món phụ kiện đắt đỏ mà Kỳ Lân chuyên tâm thực hiện để phục vụ các quý ông giới thượng lưu. Giày da cá Alligator được làm từ da cá quý hiếm và đắt đỏ, với chất da mềm mại, bề mặt da bền bỉ không dễ bị nứt. Ưu điểm này giúp giày da đánh bại tất cả các đối thủ khác. Thiết kế giày da cá Alligator đính logo BT kim cương tạo điểm nhấn ấn tượng trên giày là bộ đôi logo làm từ vàng nguyên khối AU750 theo chuẩn Thụy Sĩ. Thiết kế vàng cứng cáp, không bọt, không xốp. Ngoài ra, bề mặt vàng trên logo BT được đính kết lên tới 137 viên kim cương trên mỗi logo, tổng hai logo lên tới 274 viên kim cương lấp lánh, sáng chiếu khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ. Không chỉ chú trọng vào vẻ bề ngoài, đôi giày da cá Alligator đính logo BT kim cương còn mang lại sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Đôi giày da này phù hợp với nhiều bộ trang phục khác nhau, từ vest lịch lãm đến các trang phục dạo phố cá tính. Khi đi đôi giày da cá Alligator đính logo BT kim cương giúp phái mạnh tự tin khẳng định bản thân trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi đàm phán với khách hàng quan trọng. Kỳ Lân Luxury sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.